Hans Book. Nguyễn Thị Nga, quý bà quyền lực trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Nguyễn Thị Nga là nữ chủ tịch quyền lực của tập đoàn PRG, đồng thời giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sibank. Bà được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Nga sinh ngày 17 tháng 8 năm 1955 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp hệ cử nhân kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, bà từng theo học nhiều lớp kinh tế tại Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc. Bà Nga là người Việt Nam đầu tiên vinh dự được mời học ở Georgetown, Mỹ do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế. Bà hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Sibank và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn PRG. Vị nữ tướng này đã đưa tập đoàn PRG đi lên từ hoạt động xuất nhập khẩu trước khi đầu tư vào ngân hàng. Bà Nga liên tục nằm trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam do Forbes bầu chọn. Bà Nguyễn Thị Nga bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1993 bằng việc thành lập tập đoàn PRG, tập đoàn đầu tư đa ngành. Năm 2000, bà trở thành cổ đông của Techcombank và được bầu vào hội đồng quản trị. Bà giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank vào năm 2004. Bà cũng nổi tiếng với các thương vụ M&A, bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, doanh nghiệp tư nhân và liên doanh. Tại thời điểm năm 2006, sau khi thoái vốn khỏi Techcombank, bà Nga đã đầu tư và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Sibank. Cuối cùng, sau nhiều năm gắn bó, bà đã rời chiếc ghế chủ tịch tại Sibank vào năm 2019. Bên cạnh đó, bà còn tham gia vào hàng loạt các hệ sinh thái khác thuộc tập đoàn PRG do bà quản lý. Cũng từ những năm 1977 đến 2000, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã thử sức với nhiều vị trí chủ chốt trong ngành may mặc và xuất nhập khẩu. Đến năm 2001, bà Nga rẽ sang hướng đi mới là tài chính, khách sạn và bất động sản. Sau khi thành lập tập đoàn PRG, bà đã định hướng phát triển doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, càng về sau, PRG đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác và nổi bật nhất là tài chính ngân hàng và bất động sản. Năm 2015, tập đoàn này đã nâng số vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng. Bà Nga thực hiện thâu tóm hàng loạt các khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang như Hilton Hà Nội Opera, khách sạn Sông Nhuệ, Hilton Garden Inn Hà Nội. Tháng 4 năm 2015, công ty cổ phần phát triển TN thuộc tập đoàn PRG đã thực hiện dự án khách sạn 5 sao với tổng số vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Năm 2016, bà đã mua lại khách sạn Sedona Swiss Hà Nội từ tập đoàn Capolan của Singapore với giá 31,5 triệu đô la Mỹ. Sau đó một năm, tập đoàn PRG cùng tập đoàn Marriott International công bố hợp tác dự án khách sạn Sheraton Đà Nẵng, một dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2017. Ngoài ra, dự án quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân Nội Bài, chiều dài khoảng hơn 11 km dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ do liên doanh tập đoàn PRG và tập đoàn Sumitomo thực hiện. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga còn khiến dư luận nhớ đến bởi những phát ngôn đầy ấn tượng của bà. Trong ngày dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội được khởi công, bà Nga đã chia sẻ rằng: "Ước mơ và tâm huyết của tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Hà Nội, để thủ đô chúng ta không bị phá nát bởi những dự án nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch, mà phải trở thành một thành phố hiện đại, sánh ngang, thậm chí vượt các thành phố phát triển khác." Bà được xem là một người truyền cảm hứng cho những doanh nhân thế hệ sau, đặc biệt là những người phụ nữ có thể tự tin xây dựng doanh nghiệp. Nữ tướng của tập đoàn PRG cho biết: "Đối với tôi, việc trở thành doanh nhân nữ là một niềm tự hào vô cùng lớn. Niềm tự hào khi chúng ta không chỉ trở thành người phụ nữ của gia đình, mà còn là niềm cảm hứng và là người truyền lửa cho một đại gia đình mang tên PRG, với gần 22.000 cán bộ nhân viên." Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga quả thực là một tấm gương sáng về việc tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm của người phụ nữ xã hội mới. Bà chính là người tạo động lực giúp nữ giới có thêm tự tin thể hiện năng lực bản thân, trở nên vĩ đại, có thể gây dựng sự nghiệp lớn thành công không thua kém gì những người đàn ông. Qua video trên, Fanbook đã chia sẻ đến các bạn về cuộc đời và sự nghiệp của nữ chủ tịch quyền lực tập đoàn PRG Nguyễn Thị Nga. Mong rằng những thông tin của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nữ doanh nhân tài giỏi này. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo. Hans Book, sách và phát triển bản thân.